giờ thầy bắt đầu chữa. À, câu số 1, công thức nào sau đây là công thức của chất béo? Thế thì chất béo chúng ta nhớ nó là trieste của glycerol và các axit béo, trieste đơn đơn 2. Anh này là chất béo đúng không? Anh này là gì? Stearin. Stearin. Đấy. Chúng ta tiếp nhé, sang câu số 2. Chào Quân. Chúng ta tiếp nhé, sang câu số 2. Trộn bột kim loại X với bột sắt oxit gọi là hỗn hợp termit. Đây chúng ta phải thuộc này, hỗn hợp termit này, thực hiện phản ứng nhiệt nhôm này. Vậy hỗn hợp termit bột sắt oxit là bột sắt Fe3O4. Với bột kim loại X thì chắc chắn là X nó là phải là thằng nhôm, bởi vì nó phản ứng nhiệt nhôm mà các em. Mình nó là nhôm, đáp án đúng đáp án gì? Các em comment đáp án nhiều rồi nhá. Hoàng Tuấn Dũng đúng này, Đặng Công Danh đúng. Hương Phạm đúng, Dương Dung đúng. Mấy câu đầu dễ mà. Các em comment thật nhiều đáp án vào nhá. Để thầy biết là các em còn trả lời đúng hay sai. Mà như vậy thầy mới vui, để mà thầy còn có thể nói chuyện nhiều cho các em. Câu số 3 này. Ô nhiễm không khí có thể tạo ra mưa axit gây ra tác hại lớn cho môi trường. Hai khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra mưa axit? Các em lưu ý nhé. Nitơ này có trong không khí đầy, nó không phải là nguyên nhân. Vứt hơi mờ, chắc do tay này đấy. Tiếp tục này, oxy này, oxy trung tính mà, làm sao gây ra mưa axit được? Lại tiếp này, nớt ba ba dơ đúng không? Tức là mưa ba dơ à? Sai tiếp đúng không? Vậy đáp án đúng đáp án D. Nhớ nhé, cái này hay thi lắm này. Câu này cực kỳ dễ, câu này cực kỳ dễ, nhưng mà lại hay thi. Nên là nhớ về hai cái khí này. Ừ công nhận thầy thấy hơi mờ thật. Có sao tự nhiên lại mờ nhỉ? Chắc do mạng các em ạ. Khả năng cao là do mạng đấy. Ôi mờ ấy. Đợi thầy tí xíu. Có công nhận mờ thật. Các em có thấy mờ không? Đến thầy đây xem còn thấy mờ. Mờ thiệt. Quá mờ luôn. Các em thấy nét chưa? 162 bạn đang theo dõi video live stream này, các em thấy nét chưa? Các em có thấy nét không nhỉ? Các em hình ảnh thế nào rồi? Ok. Jesmiru Lupinasen, Hoàng Tuấn Dũng, Dương Phạm, Đặng Công Danh, Lê Thị Hạnh đúng chính xác. Ok. Thôi chắc là không thấy, chắc không thấy bạn nào comment, chắc là vẫn thấy nét đúng không? Mình tiếp nhé, sang câu số 4. À, kim loại nào tác dụng với HCl hoặc clo không cho ra cùng một muối? Thế mình lưu ý này, tác dụng HCl thì dù tác dụng HCl hay clo thì cái anh magie này đều cho mình là MgCl2, anh nhôm đều cho mình là AlCl3, anh kẽm thì đều cho mình là ZnCl2. Thế chỉ duy nhất anh sắt, chỉ duy nhất anh sắt. Ừ thấy hơi mờ mờ, sao mờ vậy nhỉ? À các em phải xoay ngang màn hình ra các em ạ. Thầy vừa thử xoay ngang màn hình ra thì thấy ok ấy. Các em xoay ngang màn hình ra là ok, nét đúng rồi, ok. Thì tiếp tục nhá. Chết rồi. Thầy tiếp tục nhá. À tạm ổn rồi, ok, tốt. À sắt, riêng sắt thì tác dụng HCl thì ra thành FeCl2 này. Tác dụng với clo thì ra FeCl3 này. Vậy thì đề bài ra là không cho ra cùng một loại muối thì đáp án đúng đáp án B. Wow. Mờ. Ừ rồi thầy cố gắng nhá. Cố gắng một chút. Các em xem, nếu mà bạn nào mà thấy hơi mờ không nhìn được đề ấy, thì các em xem lại về tường tí nữa thầy up full HD lên. Con X của thầy chắc chắn up được HD cho các em nhá. Thầy sắm con X này để mà livestream cho em thật nét. À giờ nét rồi. Câu tiếp theo nhá. Câu số 5, chất không làm xanh quỷ tím. Đây là vẫn là đang phần là nhận biết thôi. Chất không làm xanh quỷ tím. Chất không có khả năng làm xanh quỷ tím. Thế thì làm xanh quỷ tím là ammoniac là làm xanh này. Kali dioxide là KOH đấy, là làm xanh này. Lysine này, lysine đánh này này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. OOH này, một nhóm NH2 này, thêm một nhóm NH2 đây nữa này. Hai nhóm NH2, một nhóm COH thì nó làm xanh này. Loại tiếp này, chỉ có anilin. Em nhớ nhá, thằng anilin này, C6H5NH2. Không làm xanh quỷ tím, mặc dù nó có tính bazơ nhưng nó không làm xanh quỷ tím, nên đáp án đúng là đáp án C, anilin. Được chưa? Đấy, ai cả một nhớ nhá. À dùng máy tính thì cho to màn hình ra, dung dung nhá. Wow, khá nhiều bạn comment đáp án. Các em lưu ý này,
Lưu ý này, bây giờ ấy, thì đến trước hôm thi thì chúng ta chỉ còn chưa đầy 4 tháng. Chưa đầy 4 tháng nữa thôi. Rất là quan trọng. Quãng thời gian này là quãng thời gian bứt tốc. Quãng thời gian này quãng thời gian bứt tốc. Bạn nào mà bị sơ sẩy với quãng thời gian này thì rất dễ là bị tiêu tùng quãng thời gian này. Thế nên kinh nghiệm của thầy dành cho quãng thời gian này, kinh nghiệm là mỗi tuần phải cày cho thầy 2 đề tổng hợp để nâng cao điểm số, nhớ chưa? Mỗi tuần phải cày 2 đề tổng hợp để nâng cao điểm số. Đề ở đâu? Đề trong nhóm live VIP của thầy, thì làm cho các bạn tận 15 đề và chuẩn bị thầy xuất bản một cái bản 2 nữa là tận 30 đề nữa cơ. Cực kỳ chuẩn xác. Lấy mục tiêu là lấy 7 đến 8 điểm nhá. Mình tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 6. Cho sắt tác dụng với H2O3 đặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Thế thì khí X có màu nâu đỏ này, nitơ không màu, NO không màu, hóa nâu nhé, NO2 không màu và gây cười. Thế chỉ có NO2 là khí màu hóa nâu thôi. Nên đáp án đúng của mình là đáp án B. Đấy, các bạn nhanh tay xem lại về tường nhé, để cho được xem được cái chuẩn HD của thầy. Nhớ là phải xem lại về tường ấy thì mới theo dõi được chuẩn HD, còn nếu mà không xem về tường là không theo dõi được chuẩn HD đâu. 198 bạn này, 199, cố lên hơn 200 nào các em. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất có ký hiệu hóa học là, thế thì kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất ấy thì là nó ở trong bóng đèn, dây tóc bóng đèn. Thì dây tóc bóng đèn thì chắc chắn là wolfram à. Đáp án đúng là B. Nguyễn Quốc Tân rất tốt, Hoàng Tân Dũng tốt. Có cả giải chi tiết chính xác. Đúng rồi, trong khóa thầy có cả giải chi tiết. Sơn lạnh. Ok, tiếp mình sang tiếp tục câu tiếp theo, câu số 8. Chất không bị nhiệt phân hủy. Lưu ý là không bị nhiệt phân hủy. Hình KHCO3 thì bị phân hủy tạo thành K2CO3 cộng CO2 cộng nước, nên thằng này bị loại A. Thầy hơi nhỏ nhỉ. Thầy lấy tờ giấy thì viết cho các em. Các em nhớ rằng là khi mà học hóa mình cần nắm được phương trình. Đa số các em không nắm được phương trình thì các em bị chết ngay từ nước đầu tiên. Thì ở đây thầy giúp cho các em biết phương trình phát là ok ngay. Đấy, thầy có này 200 ạ. KMNO4 này, các em lưu ý này. KMNO4 mà nó bị nhiệt phân ấy thì nó tạo thành là K2MNO4 cộng MNO2 cộng oxy. Cái thằng này bị nhiệt phân hủy. Đây để bảo không nên loại. Tiếp tục nhé. CuNO3 hai lần. Những bạn nào mà không nhớ phương trình thì nhanh tay ghi lại. Bị nhiệt phân hủy này thì tạo thành CuO này cộng NO2 này cộng oxy này. Này cũng bị nhiệt phân hủy này. Chỉ có anh NA2CO3 là không bị nhiệt phân hủy thôi. Nên đáp án đúng đáp án C. Cảm ơn Lupina Sen. Từ nãy giờ bạn này comment rất là nhiều luôn. Cả Minh Anh Phạm nữa. Rất tốt luôn. Mình Tầm Tú cũng tốt. Câu số 9, hợp chất này có tên gọi là, cái này rất nhiều bạn hay bị quên. Anh này này, tên gọi nó là gì? Là gì? Ally, Gly hay Valine, acid của glutamic. À, đáp án đúng. Đúng rồi, Nguyễn Vũ Tâm, Tư Hiền Tâm, đúng rồi, nhớ phải giải nháp. Chính xác, glycine. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy? Mình lưu ý nhé, điện phân nóng chảy này. Điện phân nóng chảy thì điều chế được hầu hết các kim loại, nhưng mà thường thì điều chế các kim loại đứng trước nhôm. Có nghĩa là các kim loại nhóm 1, 2A và nhôm. Chỉ mà. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Tại sao? Không thể điều chế bằng thủy luyện được. Anh này mà thủy luyện ấy thì ngay lập tức làm sao nhỉ? Ngay lập tức tác dụng với nước này. Không điều chế bằng nhiệt luyện được, bởi vì anh này sẽ tác dụng với nước luôn. Đúng chưa? Thế vì vậy nên là ta phải sử dụng gì? Điện phân nóng chảy. Câu số 11. Trong các hợp kim sau, khi tiếp xúc với dung dịch chất điện ly thì hợp kim mà trong đó sắt bị ăn mòn trước. Đấy, các em cùng comment đáp án nào, thầy đợi một chút xíu. Mình lưu ý này, sắt bị ăn mòn trước. Thế mình lưu ý,
để bị ăn mòn trước khi và chỉ khi nó phải có tính khử mạnh hơn. Có tính khử mạnh hơn. Vậy trong số những bọn này, trong số những cặp Nguyễn Đức Anh 11 xem tốt đấy bạn, tính khử mạnh hơn, thì mình lưu ý này, trong tất cả những cặp này, những cái cặp nào mà tính khử của sắt mạnh hơn thì thằng sắt sẽ bị ăn mòn trước, đồng với sắt tính khử sắt mạnh hơn, ok, kẽm với sắt tính khử của kẽm mạnh hơn, vứt kẽm với sắt với carbon tính khử của sắt mạnh hơn. Ui Minh Anh D hoặc B vân vân, chán đời thế, không biết thằng Minh Anh học hành giờ vẫn còn vân vân. Nhìn kỹ nhá, Minh Anh nhìn kỹ nhá, sắt và carbon này ba này mình có này, sắt tính khử mạnh hơn. Vậy nhìn nhá, 1 và 3. Có 1 có 3, vậy loại đáp án A này. Được chưa? Loại đáp án C này. Đấy, thằng 2 không rồi, loại nút đáp án D này. Vậy đáp án đúng mình đáp án B, Minh Anh nhớ chưa? B, Nguyễn Tuấn Anh đúng, Nguyễn Đình An đúng, chính xác, rất tốt. Cao Quang Hạo rất chính xác. Câu 12. Câu 12. Cho các chất sau. Cho các chất sau. Số chất trong các chất khí trên khi thủy phân trong dịch náo mắt dư đun nóng sinh ra ancol, lưu ý nhỉ. Thủy phân trong náo mắt dư đun nóng sinh ra ancol cơ. Câu này khó lắm, không biết có bao nhiêu bạn trả lời được đúng nhá. Câu này hơi bị khó luôn. Phải viết ra từ từ cho chúng ta nhìn này. Alin acetat CH3COO C C nối đôi C. Anh này thủy phân thuộc ancol. OH đính vào carbon. Đây thủy phân thuộc anh này. HO C C nối đôi C. Vậy anin acetat là thu được ancol này. Một cháu đấy. Phenin acetat là anh này. CH3COO C6H5. Anh này trong NaOH thì thủy phân thu được C6H5 ONA. Anh này là muối mất rồi, nên là vứt. Các em lưu ý nha, thằng này rất hay thi. Etin format HCOO C2H5, thủy phân trong NaOH thì thu được C2H5 OH, ok. Tripanitin C15 H31 COO tất cả 3 lần C3H5. Anh này thủy phân thì thu được C3H5 OH tất cả 3 lần. Vậy anh này cũng là ancol. Vậy mình thu được này, 1, 2, 3 anh đều thu được ancol. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án A, 3 anh. Rất tốt luôn. Hoàng Tấn Dũng, Tuấn Nguyễn, Nguyễn Đình An, Nguyễn Cẩm Tú, Tuấn Nghĩa, Bùi Văn Thành, Phương Thảo. Rất tốt, chính xác. Mình sang câu tiếp theo, câu số 13. Đây đề thi thử của chuyên khoa học Huế 169 bạn đang theo dõi. Bùi đấy còn số khá là đẹp. Nhưng bạn đang theo dõi mà muốn xem lại chuẩn HD thì em sẽ lại về tường nhé. Nhân tiện đây thầy có nhắc lại các em một chút rằng là hôm nay thầy chỉ chữa câu, bình thường thầy sẽ chỉ chữa 28 câu ở ngoài. 28 câu thì thầy chỉ chữa ngoài UA thôi. Còn 12 câu còn lại thì thầy chữa trong nhóm live VIP nha. 12 câu còn lại để chữa trong nhóm live, tiệm nó thể chữa luôn trong nhóm live. Thì những bạn nào muốn vào thì inbox cho thầy, inbox cho thầy để được vào nhóm live. Học phí của nhóm hiện tại bây giờ đang giảm giá là 600k. Tiếp tục nha. Câu số 13. Một số hợp chất hữu cơ mạch hở CHO thành phần khối lượng 60 đơn vị carbon. Trong các chất trên, số chất tác dụng với natri là 60 đơn vị carbon. 60 đơn vị carbon, thằng đầu tiên mình thấy nghĩ đến là CH3COH. Đúng không? Thằng thứ hai thì nghĩ đến là HCOCH3. Còn thằng nào 60 nhỉ? Liệu ROH có không nhỉ? Bởi vì để tác dụng natri thì cũng cần có nhóm ROH nữa xem nào. ROH à, còn thằng nữa. Thằng CHO CH2OH C2H4O2. Đây cũng là C2H4O2. Được. Thế tác dụng natri thì có anh này tác dụng natri này. Anh này không này. Anh này có này. Đúng không? Xem là ancol còn không? Ancol chắc không còn.
ROH OH 2 lần không còn. Vậy thì đây nhỉ, 1 2 chất đúng không? 13C á. Thầy mới tìm ra được có 2. Thế mà mấy đứa lại tìm được 3 chất, giỏi ghê. 3 chất là chất nào đó các em? Thầy đang hiện tại thì đang tìm được 2 này. Đố đứa nào comment được chất thứ 3 là chất nào đây? Đố đứa nào comment được chất thứ 3 là chất nào luôn? Xem nào. Xem nào. Xem nào có bao nhiêu đứa nhớ này. Chất thứ 3 là chất nào? Nào, thầy sẽ tuyên dương các bạn comment đầu tiên chất thứ 3 là chất nào. Xem có chuẩn không? C3CO đây rồi. CO, C2OH đây rồi. Có bạn, thầy vừa nhìn thấy có một bạn bạn comment rằng là có 3 chất cơ. Nên là thầy đang chờ đợi câu trả lời của bạn ấy. Là 3 chất là chất nào? Nào. Glycerol, glycerol 92 là Minh Anh. Glycerol là 92 chứ. Glycerol là 92 mà. Glycerol làm sao được? Minh Anh làm liều. Cái thằng làm liều. Đúng chưa? Thầy còn có anh này này. Thầy còn anh nữa này. C3H8O. Em bấm xuống bằng 60. 12 x 3 cộng 8 cộng 16 này bằng 60. Mà riêng thằng C3H8O nhá thì nó có 2 thằng. Hoặc OH cắm đây là một chất này. Hoặc OH cắm đây là chất nữa này. Rất nhiều bạn xài cậu này. Rất nhiều bạn xài cậu này. Vậy mình có 1, 2, 3, 4 chất nữa. Dây. Kinh điển chưa? Các em dễ bị lừa lắm. Những bạn nào thấy hay thì thả chấm cái này. Những bạn nào bị lừa thả chấm cái. Nhiều bạn bị lừa lắm. Câu 14. Đề thầy kinh khủng lắm các em ạ. Không phải bình thường mà ăn được đâu. Cho từ từ 20 lít dung dịch hỗn hợp. Câu 14 này. Hỗn hợp của mình này. HCl. Số mol 1 nhân 0,2 bằng 0,2. Số mol 2 là 4. Bằng 0,5 nhân 0,2 bằng 0,1. Vậy là hỗn hợp này thì sẽ có là H cộng. H cộng của thầy bằng 0,2 nhân 1 cộng 0,1 nhân 2 bằng 0,4. Chú ý H cộng từ từ nhé. Vào dung dịch CO3 2 trừ này. 1 nhân 0,3 bằng 0,3. Để tạo thành HCO3 trừ. Bởi vì do là có cụm từ ấy nên nó tạo thành HCO3 trừ trước. Nhá. Thế mình có này. H cộng vào CO3 2 trừ thì nó tính được thằng hết trước. Vậy CO3 2 trừ là 0,3 thì HCO3 trừ là 0,3. Mình lưu ý là H cộng còn dư. H cộng mà dư. Dư là 0,4 trừ 0,3 thì còn 0,1. Điều này dẫn đến một điều rằng là nó lại phản ứng với nhau tiếp để tạo thành CO2 cộng nước. Do nó phản ứng với nhau tiếp để tạo thành CO2 cộng nước, tại tính được thằng nhỏ hơn là 0,1 thì số mol CO2 bằng 0,1 thôi các em ạ. 0,1 nhân 2,4 thì bằng 2,24. Lại rất nhiều bạn làm sai câu này. Cực kỳ nhiều. Em viết luôn H cộng 2H cộng cộng CO3 2 trừ ấy là chết liền. Mà đáp án đúng, các em phải để ý thì từ. Những câu đấy rất hay thi đại học. Thi nhiều năm lắm rồi. Và rất nhiều bạn bị lừa ở chỗ phần này. Đấy, thì nhìn đấy. May quá, có những bạn này Tuấn Nghĩa, Huy Vũ, Hương Phạm, Hồ Trương Định, Hoàng Tấn Dũng là comment rất đúng, Trần Khải đúng, rất tốt. Đấy, còn nhiều bạn bị nhầm lắm. Rất nhiều bạn bị nhầm. Các em comment ở xuống dưới này để mà thầy biết những bạn nào bị nhầm thì có gì thầy còn sửa. Mình sang câu tiếp theo, câu số 15 nha. Câu số 15 này cũng lừa đảo kinh lắm. Toàn lừa tình thôi. Lừa tình như thế này thì học mà còn bị lừa tình này thì làm sao mà yêu mà giỏi được, đúng không? Câu 15. Hỗn hợp X gồm Fe2O3 ZnO đồng tác dụng với dung dịch HCl dư. Các em lưu ý rằng là đây là HCl dư này. Vậy thì ta có sắt 3 cộng HCl dư thì tạo thành sắt dương 3. ZnO cộng HCl dư thì tạo thành kẽm dương 2. Thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Phần không tan Z nhé. Đồng không tác dụng HCl dư. Nhưng các em lưu ý này. Đồng không tác dụng HCl dư
Nhưng đồng lại tác dụng với sắt 3 cộng. Đồng tác dụng sắt 3 cộng thì tạo thành sắt 2 cộng và đồng 2 cộng. Các em lưu ý một tiết là phần không tan Z. Vậy phần không tan Z ở trong này chắc chắn chỉ có đồng không tan, đồng dư. Và do đồng dư nên không thể tồn tại mối sắt 3. Lý do này, đồng cộng sắt 3 cộng để tạo thành đồng cộng sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng sắt 2 cộng. Điều này chứng tỏ một điều rằng là nếu mà đồng mà dư thì sắt 3 cộng không thể tồn tại. Vậy không thể tồn tại sắt 3 cộng và do đồng dư. Vậy đây là hỗn hợp Y này. Y này của thầy cho tác dụng với NaOH dư. NaOH dư thì ngay lập tức thầy có để tạo thành nhé, kẽm NaOH để tạo thành ZNOH 2 lần. Nhưng NaOH dư nên ZNOH 2 lần không tồn tại hết. Sắt 2 cộng cộng với NaOH dư thì tạo thành FeOH 2 lần. Cái tụa này. Đồng cộng với lại NaOH dư để tạo thành CuOH 2 lần này. Cái tụa này. Được chưa? Vậy cái tụa thầy chỉ gồm FeOH 2 lần và CuOH 2 lần thôi. Đáp án đúng của thầy là đáp án B. Lupinazin đai rồi B. B chính xác. Đúng chưa? B chính xác. NaOH dư thu được cái tụa là FeOH 2 lần và CuOH 2 lần. Nhiều bạn chết lắm. Thầy biết nhiều bạn chết câu này lắm. 15 của mình đáp án B. Nhá. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 16. Thầy cho em học khẽ xong rồi. Ok em. Em hoàn toàn có thể bơi vào đây học cùng thầy. Thầy sẽ kèm cho em từ mất gốc đi lên. Những bạn nào bị mất gốc mà muốn cày lên 6, 7, 8 điểm thì chỉ có một nước duy nhất là luyện đề cùng với thầy. Không cần gốc cũng luyện được. Luyện ngay lập tức ngay từ bây giờ đi. Mình luyện liền tu ti trong vòng 4 tháng. Chắc chắn em sẽ đạt một thành quả dã man luôn. Các em nên nhớ rằng thầy là chuyên gia luyện thi môn hóa offline. Em nhìn thấy tất cả các bạn offline theo học thầy như thế nào rồi thì biết. Thầy có rất nhiều cách, rất nhiều chiêu khủng giúp cho các em. Câu 16. Câu 16. Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam một oxit kim loại. Cần vừa đủ 40ml dung dịch Fe, dung dịch HCl. Công thức của oxit đó là. Thế mình chú ý này. Oxit kim loại chưa biết là gì, đặt là MXOY. Vừa đủ với HCl. Đủ. Mình tìm được số mol HCl bằng 2 nhân với lại 0,04 thì bằng 0,08. Vậy hỏi công thức của oxit đó. Thế các em phải nhớ này. Oxy trong oxit thì ăn 2H cộng để tạo thành nước. Số mol cộng bằng 0,08. Vậy thì tìm được số mol oxy trong oxit bằng 0,08 nhân 1 chia 2 bằng 0,04. Khóa luyện thi còn đăng ký được em ạ. Ngay lập tức em inbox cho thầy hoặc inbox cho cô Ngọc Anh Việt Rách nhá. Thì em sẽ được đăng ký ngay khóa luyện thi của thầy. Hiện tại giờ vẫn đăng ký được. Mau mau lên. Nhá, không lại quay trở lại giá bình thường thì là hỏng. Không tiết kiệm được 200.000. Thầy biết rằng là 200.000 với em rất là ok và em còn lại tiêu nhiều thứ. Thì học phí đáng nhẽ là mỗi tháng là 200.000 thì bây giờ đao ra thì còn 4 tháng cuối là 800 thì bây giờ còn 600 thôi. Nhớ nhé, vào đấy học cực kỳ chất luôn. Oxy trong oxit mà 0,04. Xin phép em thì làm lại. Anh này 3,2 này. Bởi vì có này khối lượng anh này thì bằng khối lượng của M cộng với lại khối lượng của oxy trong oxit. Thế thì bằng khối lượng của M, khối lượng oxy trong oxit của mình mà 0,04 nhân 16 này. Mà bọn này bằng 3,2 nhé. Vậy hoàn toàn mình sẽ tìm được khối lượng của M bằng khối lượng của M bằng 3,2 này trừ đi 0,04 này nhân 16 này 2,56 gam. Được chưa? Khối lượng kim loại M bằng 2,56 gam. Lớp 12 em nhá. Thì thầy có chiêu skin kinh khủng khiếp của thầy là thấy M kim loại chia cho tổng E trao đổi. M kim loại của thầy bằng 2,56. Tổng E trao đổi đây là thằng oxy trong oxit nhận 2E đúng không? Oxy trong oxit nhận 2E. Thì do thằng oxy trong oxit nó nhận 2E thì hoàn toàn em có thể bấm máy tính em tìm được là thằng này là bằng 0,04 nhân 2. Thế thì ta có này. 2,56 chia cho 0,04 nhân 2 bằng 0,08 thì bằng 31,25. Đúng không? 2,56 2,56 bằng 32. 32 không thể lưu hình. 32 nhân 1 bằng 32, không có thằng kim loại nào cả. Nhưng nó nhân 2 thì bằng 64, 64 là đồng. Vậy chắc chắn
đáp án mình là oxit đồng. À. Đấy, không phải máy tính cùi đâu em. Máy tính này của thầy chuyên sử dụng để bấm máy tính hóa học. Hóa học là phải bấm máy tính này. Em cứ nhìn thấy đứa nào mà cầm cái kiểu máy tính này như của thầy ấy, là em phải kiêng dè luôn. Ơ, Cường ơi, có đăng clip lên lớp học trả phí mà em. Làm gì có trễ đâu em. Chắc là Cường ngó lại xem nhé. Liên tục có lớp học của thầy liên tục được update video liên tục. Cường đang học khóa nào thì inbox cho thầy nhé. Cường đang học khóa nào đấy, của bên nào sản xuất đấy. Lưu Chí Cường. Hello. Còn này khóa của thầy học dã man lắm, các bạn đang học rất là kinh. Ok. Những bạn nào mà muốn đăng ký khóa học live stream của thầy từ 6 đến 8 điểm thì có thể inbox cho cô Ngọc Anh, thầy vừa ghim lại bình luận của cô rồi. Để em tiện. Kinh không? Những bạn nào thấy hay thì chấm cái. Đây là chiêu skin này. Dã man lắm. Câu 17. Dạy các chất. Câu 17. Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2O4 loãng nóng. Thủy phân trong dung dịch H2O4 loãng nóng. Ni lông 66 có. Ni lông 6 có. Aminozơ có. Polystyrene là không này. Polyethylene không. Polyvinyl chlorua không. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án này. Nha. Mình sang câu tiếp tục, câu số 18. Khóa C thì không em nhé. Khóa C thì là một cái khóa khác. Khóa C là khóa full video, dạy cho các bạn mất gốc. Từ mất gốc với full video này, lý thuyết với lại full video chia dạng bài tập. Còn lại cái khóa mà live VIP này là khóa luyện đề. Đấy là phân biệt các khóa của thầy. Câu 18. Dẫn luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, ClO, MgO. Số mà bằng nhau thì chấp thằng này 1, 1, 1, 1. Nung nóng ở nhiệt độ cao. Câu này hay lắm. Nhiều bạn chết dở câu này này. Thế thì CO thì ăn được CuO thì tạo thành đồng này. Không ăn được Al2O3 thì nó giữ nguyên là Al2O3. Không ăn được ClO nên giữ nguyên là ClO này. Không ăn được MgO nên giữ nguyên MgO này. Hòa tan thằng này là 1, 1, 1, 1. Hòa tan chất rắn vào A, nước dư. Đồng không tan, giữ nguyên đồng. Al2O3 không tan, CO tan để tạo thành gì? CaOH 2 lần. Số mol là 1. MgO không tan. Nhưng CaOH 2 lần lại ngay tức ăn với lại thằng AlOH 3 lần để tạo thành Ca. Em lưu ý nha, Ca. AlOH 4 lần, tất cả 2 lần. Được chưa? Và nó phản ứng vừa đủ với nhau nên là Al2O3 cũng bị tan nốt nhá. Ở đây là ClOH là 1 thì số mol nhôm bị tan là 1 × 2 = 2, tan hết này. Được chưa? Vậy chất đan X của thầy chỉ còn gì? Đồng và MgO thôi. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án D nhá. 18. Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án D. Và có rất rất nhiều bạn sai câu này. Nếu bạn nào thấy hay thì ngay tức chấm cái thầy xem nào. 18 đáp án đúng phải đáp án D. Thì em hay bị lừa lắm. Cái em toàn bị lừa thôi. Thấy hay chấm cái. Thầy giải hay quá đúng không? Thật là tiếc cho những bạn mà không theo dõi video livestream này. Cực kỳ tiếc luôn. Câu 19. Các em rất dễ bị lừa. Đi thi chỉ cần bị lừa một vài câu thôi là chết. Câu 19. Cho 23 gram C2H5OH. C2H5OH. Số mol 23 chia 46 bằng 0,5. Cộng với lại CH3COH. Số mol bằng 24 chia 60. 0,4. Thế thì nó tạo thành là CH3COO CH5. Hiệu suất phản ứng là 60% là 0,6. Đúng chưa? Thế thì hoàn toàn mình có này. Hiệu suất phản ứng thì tính theo chất hết. 0,5 chia 1 là 0,5, 0,4 chia 1 là 0,4. Vậy tính theo chất hết là chất phải có số mol nhỏ hơn. Được chưa? Uầy. Thế thì mình có này. Tú ơi, em phải xe lại về tường nhé, không là tín thầy ẩn mất. Mình có này. Em lưu ý, đấy, có rất nhiều bạn đang đăng ký học inbox cho cô Ngọc Anh. Các em chú ý rằng inbox cho cô Ngọc Anh xong đợi một lát chốc rồi cô inbox cô trả lời nhá. Chứ ngay lập tức bây giờ thì cô còn đang mãi nghe thầy nói rồi.
cô bị mê rồi nên là không thể nào mà trả lời các em đâu. Tính theo thằng nhỏ hơn 0,4 thì anh này 0,4 này. Thuận nhân kem nhớ chiêu thuận nhân. Thuận nhân. Vậy là thuận nhân 0,6. Vậy là bằng 0,4 nhân 0,6 bằng 0,24. Vậy khối lượng ST này, mình bấm này. 0,24 nhân 88 21,12g. Đáp án đúng đáp án gì? Câu 20. Vậy mình đang chuẩn bị sang phần vận dụng và vận dụng cao rồi. STC4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành ancol ethylic. Công thức cấu tạo của ST đó là, công này rất dễ. Thằng này tạo thành C3H7 không phải ancol ethylic. Ancol ethylic chúng ta là C2H5OH cơ. Anh này C3H5OH vứt CH3OH vứt C2H5OH lấy đáp án đúng đáp án gì? Hay chưa các em? Rất dễ đúng không? Câu 21 em nhìn kinh không? Sang câu 21 là thấy liền này. Có các phát biểu sau. Các em lưu ý là thầy sẽ chữa ngoài ua đến câu 28. Và hiện tại chúng ta đang câu 21 rồi. 12 câu còn lại là thầy chữa trong nhóm live VIP. Bảy tám điểm của thầy. Bạn nào muốn thì inbox cho Ngọc Anh nhé. À, số phát biểu đúng là kim loại đồng khử được ion sắt 2 cộng. Làm sao mà khử được? Vâng. Thạch cao nung được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương làm phần thiết bản. Chính xác. SO3 tác dụng với nước tạo thành axit. Sai. SO3 tác dụng với nước thì nó chỉ tạo thành H2SO4 thôi. ALOH 3 lần vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng HCl. Chính xác. Được chưa? CuSO4 khan được dùng để phát hiện dấu vết nước trong chất lỏng. Cái này chính xác luôn. Cái này rất ít bạn biết nhưng nó là chính xác. CuSO4 khan màu trắng. Mà khi hấp thụ nước ấy, thì nó tạo thành CuSO4 ngậm N nước. Anh này màu xanh các em ạ. Và do anh này màu xanh nên trắng chuyển xanh là cho ta biết được dấu vết nước trong chất lỏng. Được chưa? Vậy mình có này. 1, 2, 3 nhận định đúng. Đáp án đúng đáp án C. Được chưa? 3 chất. 3 câu đúng chứ đặng thì Hồng Thúy. Mình tiếp tục nhá. Sang câu 22. Sang câu 22. Có khá nhiều bạn học các khóa online của thầy từ trước đến nay và đạt được thành quả cực kỳ cao trong các kỳ thi. Nên là các em cần chú ý để mà đăng ký các cái khóa. Hiện tại khóa live VIP của thầy có thể là một cái khóa mà trực tiếp thầy làm việc với các em nhiều nhất, tối thứ hai, tối thứ sáu, từ 21 giờ 15. Cho dãy các chất, số chất trong dãy làm mất máu dung dịch brom này. Số chất trong dãy làm mất máu dung dịch brom này. Metan không là mất máu nhé. Etin có, eten có, ethanol không, ethanoic không, propanoic có, benzen không, alanin không, phenol có, triolein. Anh này có nối đôi nhé. Anh này là chất béo không no nên là có. 1, 2, 3, 4, 5. Thế vẽ cho em biết này. Etin này có liên kết 3 là mất màu. Eten này có liên kết đôi là mất màu. Propanoic này có liên kết đôi mất màu này. Phenol này, phenol là tạo liên kết tuổi trắng nên là nó cũng mất màu này. Triolein này C17 H33 COO tất cả 3 lần C3H5. Trong anh này có pi CC nên cũng là mất màu. Vậy đáp án đúng của mình là 1, 2, 3, 4, 5 chất. À chính xác. Thì vừa nhìn thấy bạn nào comment đúng đấy. Bạn Bùi Văn Thành, Hoàng Tân Dũng, Nguyễn Hiền, Trần Khải. Chính xác. Đấy, không biết là đã theo dõi video live stream này. Nay em sai nhiều kinh khủng. Đấy đúng rồi. Tại vì đề nó chất hơn mà em. Đề mình đang tiệm cận. Chúng ta đang ở phần vận dụng cao. Đề tiệm cận với đề thi thử trung học. Đề tiệm cận với đề thi trung học phổ thông quốc gia của em. Các em chú ý nhá. Nếu em làm sai nhiều của phần này thì em cần luyện nhiều thêm. Bởi vì bây giờ chúng ta còn 4 tháng nữa rồi mà. Còn 4 tháng nữa thì mình có thể học được. Hoàn toàn có thể làm được. Thầy có thể giúp em làm được. Câu 23. Cho này phản ứng với nhau từng đôi một thì số chất khí có thể thu được. Lưu ý là số chất khí nhá. Thế vậy thì có này. Nhôm ăn FeO0, nhôm ăn HCl. Thầy đánh dấu này. 1, 2, 3, 4, 5. 1 cộng 2 không. 1 cộng 3 không này. 1 cộng 3 nhôm cộng HCl ra khí hydro. Được chưa? Luyện kiểu gì á? Luyện với thầy. Ở trong khóa live VIP thầy sẽ hướng dẫn cho em đủ mọi chiêu để có thể luyện thành tài. Benzen không mà em. Benzen không mà thầy gạch mà. Benzen không mà.
Benzen là phải có xúc tác brom. Được chưa? Benzen là phải có xúc tác bột sắt mà phải là dung dịch brom khan, brom lỏng ấy thì mới được. CO điện phân đường nóng chảy nhá, Nguyễn Thế Lực. Nhôm tác dụng HCl tạo thành hydro, nhôm tác dụng NaOH 1 cộng 4 cũng tạo thành hydro. 1 không cộng được 5. 2 cộng 3 tạo thành H2S. 2 không cộng được 4, 2 không cộng được 5. 3 cộng 4 được nhưng không ra khí. 3 cộng 5 thì ra khí CO2, HCl mà. Cộng với lại NH4 2 lần CO3 để ra được khí CO2 này. 4 cộng 5 NaOH cộng NH4 2 lần CO3 thì sinh ra được khí NH3. Đi bài hỏi chúng ta nhé. Nếu mà hỏi số phản ứng thì là 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng ở đây chỉ hỏi là số chất khí HCl, hydro là 1, H2S là 2, CO3 là 3 và NH3 là 4. Đáp án đúng đáp án B. Rất nhiều bạn mắt lé chọn A. Úi rồi Hoàng Tân Dũng chọn A này. Khổ không. Bùi Văn Thành D, Hương Phạm D. Biết ngay mà đề này dã man lắm. Mà các em nên nhớ rằng đây mới là câu 23 thôi. Các em ạ, đang là câu 23 thôi. Mà nhiều bạn sai vậy rồi. Đấy, thấy không? Luyện đề nó khác biệt luôn. Luyện đề nó khác bọt luôn. Bình thường bọn em có rất rất nhiều bạn nhắn tin cho thầy bảo rằng là thầy ơi, em làm đề chuyên đề thì em làm được. Nhưng mà tại sao luyện đề khi mà thi thử em mà không làm được? Đơn giản thôi, tại vì em chưa luyện nhiều. Chưa tin nhiều thì chết. 34 tiến hành các kinh nghiệm. 24 tiến hành các kinh nghiệm. Đề này dưới 5 chắc à? Không, đợi tí, chị Huế vẫn chưa gửi đáp án, chưa gửi điểm, bảng điểm. À đây rồi, ok. Điểm cao nhất của bạn tối nay là DT 9 điểm. Chào mừng bạn DT 9 điểm. DT không biết là bạn nào được 9 điểm. Điểm rất cao. Đỗ Trang, Quỳnh Côi 8,75 điểm. Nguyễn Huy Linh, Trung học phổ thông Vạn Xuân 8 điểm. Wow, chào chúc mừng bạn DT. Không biết là bạn DT là bạn nào. Không biết được. Chịu. Các em chú ý nhá, vào tối thứ hai tuần sau. Tuần sau thầy sẽ có một món quà đặc biệt. Một món quà đặc biệt. Cực kỳ đặc biệt. Dành cho top 3 bạn điểm cao nhất. Nhớ nha. Một món quà đặc biệt dành cho top 3 bạn điểm cao nhất. Khi kết thúc phản ứng số thí nghiệm tạo thành kim loại là, mình lưu ý này, đây mình có bạc cộng, đây có sắt 2 cộng. Sắt 2 cộng, cộng bạc cộng, để tạo thành sắt 3 cộng, cộng bạc. Anh này tạo thành kim loại. NH3 vào CuO. Chỗ này phần kiến thức lớp 11, nhiều bạn quên rồi. Cu cộng nitơ cộng H2O. Anh này có kim loại. Nhôm vào sắt 3. Nhưng chú ý sắt 3 dư. Nhôm mà cộng với sắt 3 thì tạo thành nhôm 3 cộng, cộng sắt 2 cộng. Do sắt 3 dư nên nhôm bị hết, nên không thu được kim loại. Kali vào CuNO3 lần dung dịch thì kali ăn nước trước để tạo thành KOH. Sau đó KOH ăn CuNO3 2 lần để tạo thành CuOH 2 lần. Loại. Vậy mình chỉ có 1, 2 phương trình thôi. Đáp án đúng mình, đáp án B. Thầy nhìn thấy lubin, argon, arsen này. Đúng này, chính xác này. Bùi Văn Thành đúng, Nguyễn Hiền đúng. Lấy nhiều bạn đúng phết. Trần Khải đúng, không bị lừa. Hoàng Lê em không quên, em quên không ghi tên à? À Hoàng Lê được 9 điểm à? Thật á? Lần sau nhá. Nhớ ghi tên thật. Trường top 3 bạn điểm cao nhất sẽ có, thầy sẽ có một món quà đặc biệt dành cho các em. Mình sang câu tiếp theo, câu 25. Các em ơi, còn 3 câu nữa thôi. 3 câu nữa thôi là thầy phải vào trong nhóm dạy các bạn rồi. Các em chú ý comment đáp án thật nhiều nhá. Và nhớ là lịch livestream hàng tuần của thầy là vào 21:15 tối thứ hai cộng thứ sáu. Số phát biểu đúng là chất béo là trieste của glycerol. Chất béo là trieste của glycerol với axit béo, chính xác. Glucose thuộc loại monosaccharide, chính xác. Tất cả các peptide
thì đều có phản ứng với siêu quát island tạo hợp chất màu tím sai. Không phải tất cả, phải là tripeptide cơ. Tất cả là sai rồi. Dung dịch sacrose không tham gia phản ứng trang mạc, đúng. 1, 2, 3 nhận định đúng. Đáp án đúng, mình là đáp án à. Rất tốt, Bùi Văn Thành đúng, chính xác. Thu Môn đúng, Tuấn Em đúng, Trần Khải đúng, chính xác. Câu 26. Câu 26. Những bạn nào mà mới vào xem thì xem lại về tường nhá. Cho các chất, số chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng dung dịch HCl. Comment xem nào. Số chất nào mà lại vừa phản ứng được dung dịch NaOH mà lại vừa phản ứng được với HCl này? Là những chất nào này? Xem hộ thầy này. Chất nào mà lạ thế, vừa phản ứng với NaOH mà vừa phản ứng được với HCl. Bùi Văn Thành, Cao Quang Hào thì đang đợi các em comment đó. Hello. Nhôm là 1, AlCl là 3 không, ZnOH 2 lần 2, NH4HCl 3, K2O4 không phản ứng HCl. NHS có HS lưỡng tính có. Thằng này cực kỳ đặc biệt này, nhiều bạn quên này. FeNO3 2 lần ăn được NaOH đúng không? Ăn NaOH để tạo thành FeNO3 2 lần này. FeNO3 2 lần ăn HCl này. Tại sao lại được? Sắt 2 cộng NO3 trừ. Thầy có nói dung dịch gồm H cộng NO3 trừ thì coi như HNO3. Vậy sắt 2 cộng còn tính khử, HNO3 có tính oxy hóa. Ăn được nhau. 1, 2, 3, 4, 5. Dê các bạn. Dê mới đúng. Dê mới đúng. Bạn nào thấy hay chấm cái xem nào. Bạn nào thấy thầy chữa cực kỳ hay thì chấm một cái. Vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng HCl. Nhôm có nhá, ZnOH 2 lần có nhá, lượng tính mà. Thằng N4HCl3 thì có HCl3 trừ, lượng tính này có này. HSO4 này là thằng axit bỏ này. HF là lượng tính có nhá. FeNO3 2 lần là các em rất hay bị lừa chỗ này này. Thằng này tác dụng với FeNO3 2 lần. Nhưng thằng này tác dụng H cộng thì nhìn này, sắt 2 cộng này, còn tính khử này. NO3 trừ H cộng này, coi nhá, NO3 tính oxy hóa này. Ăn nhau này. Được chưa? Vậy thì có 1, 2, 3, 4, 5. 5 thằng cơ các em ạ. 5 thằng cơ con nhà rời ạ. Con nhà rời bị sai hết rồi. Được chưa? Mình sang câu 27. Câu 27 khá chất. Cho các chất, nếu nung các chất trên đến khối lượng không đổi, trong bình kín không có không khí, rồi cho nước vào các bình, số bình tạo thành chất ban đầu sau thí nghiệm. Chú ý nha. Bình kín không có không khí này, nung này. Đầu tiên thì nung là AgNO3. Thế nung nó thì thầy được là Ag cộng NO2 cộng oxy này, cho nước vào này thì NO2 cộng oxy cộng nước thì tạo thành HNO3. Ag lại cộng HNO3 để tạo thành AgNO3. Vậy nó lại tạo lại chất ban đầu đây rồi. Được anh này. CuNO3 hai lần nhiệt phân. Những câu này những câu cực kỳ dị. Và em biết thừa là AlCl3 không được mà cay trấn. AlCl3 thì chỉ ăn được với OH trừ chứ làm sao ăn được với H cộng em. Cay trấn như bị lỗi chút. Không thể chỉ chữa lên câu 28 nữa, còn lại thầy chữa trong nhóm. Bạn nào muốn xem thì vào trong nhóm xem nhá. CuO cộng NO2 cộng oxy. NO2 ăn oxy cộng với nước để tạo thành HNO3 này. CuO ăn HNO3 thì tạo thành CuNO3 hai lần. Thầy chữa rất kỹ câu này cho các em này. Vậy lại được thằng thứ hai. MgCO3 nhiệt phân thì tạo thành MgO cộng CO2. MgO không tan trong nước. Thế mới nhỏ. Được chưa? Vì vậy nên không tạo lại được chất ban đầu. CaCO3 tương tự. CaCO3 nhiệt phân CaO cộng CO2. CO trong nước thì tạo thành CaOH 2 lần. Cộng với CO2 thì nó lại quay trở lại thành CaCO3. Và lại được tiếp.
CaCO3. Quá hay chứ trường, 27 cực kỳ hay chứ. Tiếp nhá. BaHCO3 2 lần. BaHCO3 2 lần. Nhiệt phân, thầy viết đúng tỷ lệ này. BaO. Đầu tiên nhiệt phân thì tạo thành BaCO3. Đầu tiên nhiệt phân thì tạo thành BaCO3 cộng với H2O nhá. Cộng CO2 bay đi này. Được chưa? Sau đó này, nhiệt phân tiếp thì nhiệt phân tạo thành BaO cộng CO2. Thế ở đây nhá, BaO này cộng nước này thì tạo thành BaO hai lần. Giả sử số mol này là 1 thì anh này là 1, 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 vậy cộng tổng CO2 là 2. BaO hai lần là 1, vậy tạo thành BaHCO3 hai lần. Thoải mái được. Kinh không? Đây chẳng phải là lý thuyết khó nhớ đâu mà phải viết phương trình nhiều các em ạ. NH4 HCO3 nhiệt phân thì tạo thành NH3 cộng CO2 cộng H2O. Rất tiếc hàng này không tác dụng với nhau trong dịch. Đúng không? Đúng không? Câu 27. Rất tiếc là hai thằng này không tác dụng với nhau trong dịch. Nhá. Tiếc quá. Đúng không? Đùa đấy, có. Anh này cộng anh này lại để tạo thành NH4 HCO3 có luôn. NH4NO3. NH4NO3. Nhiệt phân thì tạo thành N2O cộng H2O. Anh này không tác dụng tan trong nước rồi. Đó. FeNO3 hai lần. Nhiệt phân tạo thành Fe2O3 cộng NO2 cộng oxy. Cân bằng quy trình nhá. 2 này, 2 nhân 3 là bằng D1 này. 2 nhân 3 là bằng 6 này. Oxy này. À, đúng nhỉ? 2 nhân 3 là 6, đúng rồi. Đếm oxy. 4 nhân 3 12. 12. Ơ, thế lỗi à? FeNO3 hai lần nhiệt phân thì tạo thành Fe2O3. Đúng rồi. Cộng NO2 cộng oxy. 2 sắt, 2 sắt. Đếm nitơ, 4 nitơ. Sorry thầy đếm nhầm, 4 nitơ. 1 phần 2 oxy. Anh này là 2 mol. Thế này 1 mol. Thế này 4 mol. Được chưa? 1 phần 2 oxy. Tiếp tục thì có NO2 cộng với oxy cộng với H2O thì tạo thành HNO3. Có rồi em nhé. Được chưa? Thế anh này là trao đổi 1E này. Thằng này trao đổi 4E này. Vậy 4 này, 1 này, 4 này, 4 nitơ cộng với lại nước. Vậy đây là 2 nước. Mình lưu ý này, nung đến khối lượng không đổi trong bình kín không có không khí. Vậy ở đây không khí này của thầy này đang là 4 mol này. Thằng này có 0,5 thôi. Vậy là bánh theo gì? Bánh theo oxy. 0,5 chia 1 bằng 0,5. Thằng này bằng 1. Vậy 0,5 này. Vậy là 0,5 x 4 chia 1 thì bằng 2. 2 mol HNO3 nhé. Em lưu ý chỗ này khó đấy. 2 mol HNO3 mà ăn với lại Fe2O3. Fe2O3 ăn với HNO3 thì nó tạo thành FeNO3 3 lần cơ. Được chưa? Vậy đáp án đúng của mình. Bỏ nốt thằng này. Vậy thì có 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 chất. Được chưa? 1, 2, 3, 4, 5 chất. Thế đếm lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5 chất. Vậy là đáp án đúng, đáp án C. Câu này cực kỳ hay luôn. Cực kỳ hay luôn. Đấy, các em phải chụp màn hình lại, cày cho nó chuất vào thì mới ra vấn đề được. Câu cuối cùng của tối ngày hôm nay. Câu cuối cùng của tối ngày hôm nay, câu 28. Câu 28. Hợp chất X mạch hở công thức phân tử C4H8O3. X tác dụng với NaH đun nóng thu được muối Y và ancol Z. Vậy chắc chắn X của chúng ta là este. CnH2n no. Đơn và thêm một chức ancol Z hòa tan được CO2 thế nào? Một chức COO, một chức OH.
số đồng phân cấu tạo và mãn điều kiện. Để em nhìn nhá, còn để viết cho các em nhìn. HCOO này, CH2 này, CHOH. Do để hòa tan là siêu hóa tan lần thì OH phải liền kề. Đây thằng này liền kề này. CH3 này, một thằng. CH3 này, COO này, CH2 này, CH2 này, OH này, đúng liền kề chưa? Hai thằng. HCOO, C này, CH3 này, CH2OH này. Ba thằng chưa? 1, 2, 3 thằng. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án A. Ok. Các em ơi, thầy chỉ chữa câu 28 ngoài ua đến đây thôi. Những bạn nào mà muốn giải chi tiết hay là đến... Thực ra thì em ơi, tại vì thầy còn phải chữa cho các bạn trả phí mà các bạn trả phí đã trả phí rồi thì... thầy đã xin phép các bạn ấy để mà có thể live stream cho các bạn bên ngoài đến câu 28. Thì chúng ta còn lại bây giờ thì thầy phải quay vào để thầy live với nhóm trả phí, nếu không các bạn ấy quánh thì chết nhá. Thì những bạn nào mà muốn vào nhóm trả phí, nhóm trả phí thì inbox, inbox cho cô Ngọc Anh để được giá yêu thương nhé. Hẹn gặp lại các em vào tối thứ sáu. Bye bye.